Xin chào toàn thể các bác đã trở lại với Hiếu Minh Audio. Hôm nay em Hải sẽ lên sóng tới các bác và anh em một dòng loa Bass 30, thương hiệu đến từ Italia, model loa là RCF C522. Với thiết kế Bass 30 phù hợp cho anh em phối ghép không gian gia đình từ 15m2 cho tới 30-35m2. Và công suất của một quả loa trên RMS trở kháng 8 ohm là 600W, thì các bác nên phối ghép cho em những chiếc đẩy từ 600W trở lên ạ. Ưu điểm của dòng loa RCF này thì các bác biết rồi, đó chính là tiếng bass rất lực, uy lực, sâu và gọn, tiếng lời rất tốt, tiếng mic lời rất tốt và tiếng chép tơi sáng. Thì đợt này em về loa là 40 cặp, thì hôm nay em đã chuyển được 5 cặp đầu tiên vào trong miền Nam để phục vụ các bác ở tại miền Nam. Và tiếp theo khoảng tầm tuần sau em sẽ tiếp tục là chuyển 5 cặp nữa vào trong chi nhánh miền Nam ạ. Lần này về đều là 40 cặp, đều là màu trắng sữa, đều là màu trắng sữa. Và thiết kế còn rất là đẹp, về sử dụng thì còn rất là đẹp. Đây là đều sử dụng cho KTV phòng hát. Vừa rồi thì Trung Quốc cũng dịch giã cho nên là thanh lý rất nhiều phòng KTV, cho nên là cũng rất nhiều lô loa về còn đẹp, mới mà đã thanh lý rồi. Giá cực kỳ tốt cho anh em này. Đây, Big Treo ở phòng hát này. Màu trắng sữa, các bác nào thích nổi bật thì có thể là đặt vào phòng khách nhìn rất nổi. Hoặc các bác mà cần là sơn lại màu đen thì có thể là liên hệ cho em sẽ sơn lại màu đen theo đúng ý các bác. Thiết kế thùng là thùng vát cân, vát đều hai bên, và có thể là treo ngang, treo đứng đều được hết. Ốc rất là chắc chắn, vít bên trong này. Công nghệ thùng vách là công nghệ MDF 12 lớp. Ê căng phía trước là ê căng màu trắng Audio Power, còn bát chép là bát chép RCF, bát từ thường và chép từ neo. Về thông số phần hậu, đây là model của loa C5212, công suất là 600W trên trở kháng 8 ohm, hai jack speaker Neutrik, một jack in, một jack out. Đây rồi, có một quả loa em sẽ mở sẵn về phần nội thất giới thiệu các bác. Thiết kế là một chép kèn từ neo và một bát từ thường. Bát là bát từ 19 côn 76. Đặc trưng của dòng bát RCF đó chính là Phễu bát thiết kế là hình răng cưa này. Và tem RCF. Tem này chỉ là ghi thông số RCF 450W, RMS một quả bát này 450W. Hz cho tới 2kHz. Và bát xuống tới 40Hz là tiếng bát rất sâu này. Đặc điểm nhận dạng của dòng bát RCF đó chính là về phần phích cắm dây tín hiệu thì dương sẽ là bên trái, âm bên phải, và dâu nhện này được bọc lớp nhựa ngắn này. Và điểm nữa đó chính là có in thông số trên màng này, in thông số trên màng loa. Để đặc điểm nhận biết là zin xịn loa. Còn để cách phân biệt, em có mở sẵn nội thất của một quả loa RCF. Thiết kế là một chép kèn từ neo, một bát từ thường. Bát từ thường thì từ là từ 19 coi 76, bát rất khủng, rất là nặng các bạn. Em sẽ giới thiệu phần bát trước này. Đặc thù của dòng RCF, khung xương gang này, cắt CNC, răng lưỡi răng cưa RCF LF12G301, công suất là 450W, trở kháng 8 ohm, giải tần 40Hz cho tới 2kHz, rất là khủng này. Tiếng bass rất sâu và lực. Để nhận biết là bass xịn RCF thì các bác phân biệt cho em, đầu tiên là phích cắm dây tín hiệu thì dây dương là bên trái, dây âm là bên phải. Thường thường thì các loa khác sẽ ngược lại, và dâu nhện. Bọc lớp nhựa ngắn
một lớp nhựa ngắn. Và chắc chắn bát xịn của RCF phải có mã màng. Rồi. Đây, bát xịn của RCF phải có mã màng các bạn. Đây nhá. Đấy là các điểm để nhận biết là bát xịn của RCF. Về phần nhìn bát zin đã sửa chữa hay chưa thì nhá, các bác nhìn cho em các điểm như sau. Thứ nhất này là keo cổ côn. Đây, keo màu đen này, bôi đều. Đấy nhá. Keo cổ côn này ạ. Đây. Và keo dâu này. Keo dâu này. Nhìn là các bác có thể phân biệt được cái zin hay không zin này. Đã từng thay đổi hay chưa? Nhìn các bác biết ngay. Về phần mặt trước của bát nữa là phần offer này. Đấy, cái phần offer này là bôi keo, là bôi keo nó phải đều. Đấy, keo này của công nghệ RCF là công nghệ bôi keo thủ công. Rất là đều. Đấy, các bác thấy không? Cái bát của RCF này nó sâu hoắm xuống như này thì khi đánh ra tiếng bát nó rất lực và là mạnh. Đấy, công suất là tại sao công suất của loa RCF nó sẽ cao hơn so với bát khác, dòng loa khác, bởi vì bát của nó công suất rất là lớn. Màng vải gân tẩm dầu hai lớp, gân rất to đẹp ạ. Về phần chép của dòng loa này thì là chép từ neo. Đây, phần trên là pích từ đen, còn chép này chép từ neo trắng. Neo các nhá, neo tiếng sáng này, tiếng sáng sạch, tiếng bát này uy lực. Đây là những điểm mạnh của loa RCF. Họng kèn của dòng RCF này cũng rất là lớn này. Đấy, độ phủ của cái phần chép này nó rộng hơn so với là các dòng loa khác. Đấy, rộng hơn cho nên là công suất khi ra mạnh hơn, lực hơn thì độ phủ của những dòng loa bát 30 này, như con RCF 5212 bát 30 này, nó sẽ khỏe hơn, phủ rộng hơn so với bát 30 khác. Nó nằm ở cái chép kèn này. Và phần bát đây. Về phần bên trong thùng thì thiết kế như em đầu nói clip là thiết kế thùng MDF công nghệ ép ván 12 lớp. Bông tiêu màu trắng. Và dòng RCF này sẽ là hai phân tần. Một phân tần ngang đây và một phân tần ở dưới này. Một, hai, ba cuộn cảm. Một, hai, ba, bốn tụ vàng. Tụ vàng thông số ạ. Và ba chờ. Một, hai, ba chờ. Về phần phân tần thì là mên màu xanh. Em nhìn loa rất là cẩn thận. Em nhìn là nhìn cả cái phần dây tín hiệu như này. Đấy nhá. Loa xịn nó phải dây tín hiệu là dây bằng đồng. Nhiều sợi kết hợp với nhau và lõi đồng và lõi to. Đấy, các bác thấy không này, chỉ đoạn tín hiệu ngắn như này thôi, nhưng mà cái dây, nếu mà loa xịn người ta thiết kế rất cẩn thận, kể cả phần dây này thôi, họ cũng là họ phải tính toán. Đấy, phần tiêu âm này vậy. Các bác nào đang tham khảo cho mình một cặp loa để karaoke và nghe nhạc gia đình mà giá thành gọi là tầm khoảng trên 11 triệu một chút thì có thể tham khảo cho em cả dòng loa RCF này, một thương hiệu rất nổi tiếng top thế giới về các dòng loa karaoke. Ok, và bây giờ sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của dòng loa RCF 5212 này. Xin mời các bác cùng theo dõi.